có tên là đèn pin khám phá, Moonlight Ocean, đại dương dưới ánh trăng. Rồi. Wow. Câu chuyện này bắt đầu với con bạch tuộc. Màn đêm dần buông xuống và nhiều sinh vật biển đang lảng vảng đi kiếm mồi. Chúng ta hãy cùng xuống biển nào. Ở đó có một chú bạch tuộc lẩn trốn những kẻ thù muốn ăn thịt nó. Con bạch tuộc đâu, bạch tuộc đâu? Yeah, this is the octopus. Wow, I see you. Yeah, đó là con bạch tuộc đang lẩn tránh con cá mập. Where is the shark? Yeah. Rồi cá trình. Yeah. Rồi cá heo, dolphin. Rồi nó có thể len lỏi qua những cái khe bé xíu. Vì cơ thể của con bạch tuộc không có xương hay vỏ cứng, ngoại trừ cái mũi hoàng giống mỏ mẹt. Bạch tuộc đang tìm kiếm những con ốc sên. Con ốc sên đâu? Có con ốc sên nào? Đây. Yeah, I see. Con cua. Con cua nó chắc là mẹ. Yeah. Rồi, con hàu biển. Hàu biển có không? Không thấy. Yeah. Bạch tuộc tìm kiếm những con để mà ăn. Em có biết rằng bạch tuộc có thể biến đổi màu sắc cơ thể để thích nghi với môi trường xung quanh không? Bạch tuộc có thể biến màu sắc từ màu xanh, màu đỏ, màu vàng để lẩn trốn kẻ thù. Bạch tuộc có 3 trái tim luôn, nghe nhỉ? Thì 3 trái sắc theo là mình nói về con cá mập nha. What? Có hơn. Truly. Positive. Shark. Cá mập có hơn 350 loài cá mập, nhưng đây là loài cá mập trắng. Cá mập trắng đâu? Đây là loài cá mập trắng lớn, đây loài đó. Cá nguy hiểm nhất ở biển khơi. Đây vậy? Nó hầu như không có kẻ thù tự nhiên, ngoại trừ cá voi sát thủ. Cá mập trắng lớn ăn cá và các loài sinh vật biển khác mà có thể nghe thấy từ xa hàng km. Thức ăn yêu thích của nó là sư tử biển. Con sư tử biển đâu? Sư tử biển heo. Yeah, that's right. Rồi. Và nó có thể ăn trọn cả con mồi này. Nó phải bơi liên tục để lúc nào cũng có nước chảy ngang qua mang, nhằm lọc oxy ra từ trong nước. Nếu ngừng bơi nó sẽ chết đuối. Em có biết rằng con cá mập là động vật mù màu không? Cá mập nó không biết màu luôn á. Nó không biết nhận ra màu sắc. Cá mập có thể mọc lại răng nhiều lần và sở hữu hàng nghìn chiếc răng trong cuộc đời. Rằng cá mập trắng lớn khi mới sinh ra đã dài tới 1,5 mét. Dài nhỏ. Cá mập có nhiều loài đẻ trứng. Trứng của cá mập có kích thước rất lớn, nhưng hầu hết trứng được nuôi dưỡng trong bụng cá mẹ đến khi nở. Rồi cá mập con chui ra khỏi bụng mẹ. Báo. Cái này tên là cloudfish. Cloudfish. Cá hề đâu, con cá hề đâu? Con cá hề là con kia. Yeah, that's fine. Nemo. Cá hề và hải quỳ. Con cá hề, con cá hề, con cá hề. Con cá hề á, sống ở trong này chúng ta không? Lúc kẻ thù á. Nemo. Cá hề sống cùng một này. Con hải quỳ và chất dịch nhầy trên da sẽ bảo vệ nó tránh khỏi những xúc tu độc của hải quỳ. Cá hề làm tổ trong các rạn san hô. Con hải quỳ lôi quấn các sinh vật khác. Con rừng mẹ. Với tới nó vì màu sắc rực rỡ của mình. Đấy là con cá đuối. Đấy là con cá bướm, cá đuối, con ốc sên, con cua biển, đây, cua biển ở đây. Con sao này. À, con đấy là con sao biển. Yeah, rồi, qua chân mũi. Mũi này hợp lý hả? I like this book.
nói về con rùa biển nè, rùa biển thì có rất là nhiều loài đâu, rùa biển đâu, rọ đèn với cho ba coi. Rồi, rồi, sứ biển đâu, rùa biển đi chung với sứ biển, tụi nó đang đi đâu đấy kem? Đi nắm thuyền. Nắm thuyền hả? À. Rồi, thấy con cá ngựa đâu nhỉ? Cá ngựa thường thường bắt thấy đi theo đàn. À. Sao cái đuôi nó, con này đang bơi à? Con này nó bơi ngang quá, bơi đứng như mọi con. Rồi, đố kem ở đâu có một con ốc sên nè. Ở đâu có con ốc sên nè. Gọi đèn đi tìm đi, gọi đèn đi tìm coi con ốc sên đâu. Yeah, con đó là con cá. Rồi, ở đâu có một đàn cá nhỏ nè. Yeah, thả lưới con cá nào. Đâu. Rồi, có con tôm hùm không? Yeah, con tôm hùm đang nghe mình kể chuyện kìa. Dạ. Ừ, tôm hùm là con cua. Là tôm hùm yêu con cua nên là đứng ra hai con nói chuyện với nhau đó. Mới mặc hai con mặc cam. Đúng friends. Rồi. Play together. Sunny. Vậy con sẵn này. Lấy cái are you ready? Ready. Mỗi lần con để đây cho rồi. Rồi. Bây giờ là câu chuyện về cá heo nha. Cá heo ở dưới nước có vài phút là nó sẽ trồi lên mặt nước để nó hô hấp bằng cái lỗ thở trên đầu. Hô hấp trên đầu làm gì vậy? Để nó có thể lấy oxy. Đâu cá heo đâu? Yeah, nhìn. Em thích cá heo hay là cá mập? Em thích cá heo hay cá mập? Heo để mình xúc kem. Đây có cá mập đây nè. Lúc nãy ba kể rồi đó. Ồ, có con mực dễ thương quá. Đây con mực hống. Ừ. Đố kem ở đâu con tôm hùm. Yeah. Đâu có con cá trình nè. Yeah. Con cá trình nó có thể là Phát ra điện đó. Con này nó sẹt ừ, điện ra đó. Nó có thể giết người mình động vào nó mà không khéo là bị giật điện chết luôn. Ở dưới nước mà gặp con này thì đúng xui. Có con kim gì đó. Dịch cho nhanh răng. Làm phát sáng cả anh tàu luôn vậy ghê chứ. Rồi nhìn đàn cá heo dễ thương nhở. Tiếp tục là cái gì? Rồi bây giờ mình nói về cá voi sát thủ nha. Quá quá. Cá voi sát thủ đâu? Yeah, nhân vật chính của chúng ta đây rồi. Đây còn gọi là cá hổ kình. Đây là một trong những loài động vật to lớn nhất trong họ cá heo. Con kinh đã mẹ. Cá heo sát thủ rất là ghê, có thể hạ gục những con hải cẩu. Hải cẩu. Yeah, đấy là con hải mã. Hải cẩu là con đây, rõ ràng. Đâu có kem có một vài con mực ống nè. Mực ống là con này. Còn con này gọi là con mực nang. Kem thích ăn mực ống hay mực nang? Mẹ thích ăn mực tục. Con mẹ ăn mực tục. Mực này hấp tương ngon lắm nè. Không thích ăn mực nang con... hấp ngon lắm nè. Mực chỉ thích ăn xào hoặc mực ống. Mực là con cá tuyết nè. Ghét mực ống á. Cũng được. Mực này nướng ăn ngon đúng không? Người ta làm khô mực ngon. Đó còn con này. Con đấy là con sứa biển. Con sứa biển mà lúc ngày xưa ba với em đi Long Hải đi đâu đấy. Đi biển á. Đi biển với lại ăn bắp á. Với lại ăn biển lát bát để con biển á. Cái con sứa ngứa mà còn đục ngứa. Này chắc mẹ nghĩ ăn bắp với ăn ben chị Mây rồi cũng thích kiểu sắc này lắm. Khi nào mình về quê mình mang về nha. Mang về chơi chung với nhau, đọc chung với nhau, thám hiểm chung với nhau luôn cho vui. Mấy quyển sách này để thám hiểm đó.